mới làm cốc cà phê, giết điếu thuốc cho bình tĩnh đã. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt đến thế, ở một khoảng cách gần đến thế. Tôi từng căng mắt tìm nó. Một lần năm trung học phổ thông, chỉ thấy mờ mờ một bóng đen. Một lần cố tìm nó, cái thứ to gan cứ gõ cửa đòi vào nhà giữa đêm khuya. Nhưng không thấy được. Mà nó to gan thật. Tôi đã mở cửa ngay lập tức, đã không thèm bật đèn, đã hét lớn, cầm mồm, có im không? nín ấy vậy mà vừa quay lưng đi lại y như rằng tiếng đập cửa ở mỹ vang lên ngay lập tức cứ hai ba lần như vậy trong một đêm sau ba giờ sáng tôi mới được yên thần chuyện tiếp theo đây tôi đã được toại nguyện chuyện này xảy ra sau thời gian có tiếng gõ cửa khoảng vài tháng chắc khoảng ba bốn tháng gì đó nghĩa là tiếng gõ cửa giữa đêm khuya đã không còn nữa hoặc nếu có cũng rất ít mỗi lần như thế thường chỉ có 3 tiếng, cộc 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 ngắn ngủi là hết. Tức là tôi chưa kịp lao ra như thường lệ đã im hẳn. Nhưng tôi lầm, sau này tôi nghe bà nội kể lại mới biết, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì không còn, nhưng thỉnh thoảng bà tôi hay nghe tiếng gõ cửa vào lúc 20 giờ, tức là giờ bà tôi chuẩn bị đi ngủ. Đèn vẫn chưa tắt và tôi đi chơi trở về. Không lẽ nó né tôi ra và nhắm vào bà tôi? Trở lại câu chuyện, hôm đó thực sự tôi không còn nhớ rõ thời gian. tôi không để ý giờ giấc nhưng chắc chắn đã rất khuya. nhà trên đã đóng cửa tắt đèn, nhà sau, tức là nhà bếp có cửa phụ, cùng đèn đuốc cũng tắt ngúm. duy nhất có một căn phòng còn sáng đèn, đó là phòng tôi. tôi vẫn chưa bỏ được thói quen thức khuya online thời sinh viên. trừ phòng tôi ra, căn nhà chìm trong bóng tối. kế bên vách nhà là một ngôi nhà nhỏ hơn của cô tôi, cũng đã ngủ sớm từ lâu. cô tôi không biết phải do sợ không. Từ lâu nay tuy tắt điện, nhưng luôn để một bóng đèn tròn nhỏ, ánh sáng yếu ớt như đèn ngủ vậy. Và có màu xanh đục nhạt. Ai không quen, đêm hôm thấy ánh sáng đó thì cũng hơi rùng rợn. Tôi đang online trên web, giờ cũng quên mất lúc đó đang lướt web nào. Giờ bỗng nhiên, lúc đang chờ loát trang, tôi theo thói quen lướt nhìn sang khung cảnh xung quanh cho đỡ mỏi mắt. Chợt tôi bất ngờ đến đứng tim. Phía nhà trên, đang có một cái gì đó màu trắng đang lướt về phía tôi và di chuyển hơi nhấp nhô như người ta bước chân vậy lúc đó tôi chỉ kịp thấy nó có màu trắng chưa rõ hình thù cửa phòng tôi hay mở vẫn để sáng đèn nhưng chỉ chiếu sáng được mỗi đoạn hành lang trước cửa phòng tất cả khoảng không còn lại trong nhà đều tối lờ mờ ánh sáng màu xanh lục bên cô bảy tôi quá yếu cũng không soi được gì chính xác hơn là chỉ đủ soi gần như phạm vi phòng cô bảy Tôi không kịp suy nghĩ Lúc đó quá bất ngờ và quá vội Tôi chỉ biết rằng đó rất giống dáng đi của một con người Nhưng không kịp nghĩ Vì sao trong nhà có thêm một người nữa Nội tôi đang ngủ say trong căn phòng tôi om bên cạnh Trong nhà lớn Chỉ có tôi và nội Và một điều nữa Gia đình tôi không có bất kỳ ai Có một bộ đồ màu trắng tinh như vậy Tôi không nghĩ nhiều Cái bóng đó đang lướt chậm chậm về phía phòng tôi Cụ thể hơn là từ nhà khách Đang lướt dọc hành lang và sắp đến phòng tôi đến nơi rồi. Nghĩ nhanh đến cảnh tượng đang nằm ngóc đầu lên mà thấy một bóng người to lớn, mặc đồ trắng tinh, nhai hàm răng nữa, thì tôi không chắc kết quả xảy ra cho mình trước tình cảnh ấy. Chỉ bằng chủ động bước ra nhìn chỗ kỹ, ít ra làm vậy cũng coi như chuẩn bị tâm lý sẵn. Tôi nghĩ nhanh như thế, viết ra thì dài, chứ tôi chỉ nghĩ chưa tới 4 giây thôi. Tôi cúi nhìn cái láp, rồi bật ngay dậy, lao ra khỏi phòng. Trời ơi Tôi thầm nghĩ trong đầu Chứ miệng thì không kịp kêu Ngay trước mắt tôi Thậm chí cách tôi chỉ năm sáu bước chân Tôi thấy rõ một 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 bóng người to lớn Tuy không cao hơn người thường quá nhiều Nhưng cũng thuộc diện to con Đó là một bóng trắng hình người Tuy tôi không nhìn rõ chân tay Bất ngờ quá không kịp nhìn rõ Nhưng có vẻ chân tay cách biệt Nhưng khép vào thân Đang lững thững bước sát về phía tôi Tôi thấy dáng vẻ đó không lẫn đi đâu được rất giống với dáng một người đàn bà to béo mà chúng ta hay gặp ngoài chợ nó mặc một bộ toàn màu trắng kể cả phần thân dưới và không lẫn đi đâu được tôi thấy phần cổ nó có một khoảng nhỏ chảy ra hình chữ v giống như loại áo bà ba mấy bà già xưa hay mặc vậy rất rõ ràng dù không thấy đầu hay bàn tay bàn chân nó đang đựng thững lướt về phía tôi cái dáng hơi nhấp nhô nhưng người ta bước từng bước chân vậy Tôi đứng im. Thật sự, lần đầu tiên mặt đối mặt, cự ly quá gần và nhìn tương đối rõ. Trong tôi quá có một chút sợ hãi. Và nhất là bất ngờ. Nhưng tôi không sợ hãi bất ngờ lâu. Chỉ vài giây sau, như một phản xạ, tôi ném chặt hai nắm tay thành cú đấm. duỗi hai bên hồng, đi bụng nó tiến lại sát mặt mình, thì quyết liều một phen. Tình hình căng như dây đàn. Cả nhà tôi, không hiểu sao có thật rất xấu, là đã ngủ say rất khó kêu dậy cái này tôi sẽ kể sau lúc đó tôi hiểu là quá muộn để kêu hay đánh thức người nhà dậy ngay nghĩa là tôi hoàn toàn phải tự lo một mình cái bóng vẫn chập chững lướt về phía tôi nhưng khi chỉ cách độ bốn bước khi tôi nheo hẳn chân mày lại cố nhìn cho rõ phần đầu một lần cho biết thì bỗng nhiên nó biến mất như chưa từng xảy ra như tan hoàn toàn vào không khí tôi vẫn đứng đó bàng hoàng và kỳ lạ lúc đối mặt không sợ lắm nhưng khi sự việc qua đi khi tôi có thời gian ngẫm nghĩ cái sợ nó bắt đầu len lỏi vào tâm hồn tôi không hoa mắt cái dáng nhấp nhô như bước đi đó hoa mắt không thể rõ như thế được tôi cũng không mơ căn phòng sau lưng vẫn sáng đèn và cái láp vẫn chạy êm ru tôi định bật đèn nhà trên nhưng bật làm gì nữa khi nó đã tan biến tôi cũng không gọi người nhà dậy vì không biết giải thích sao mà sau đó cũng chả buồn kể một tiếng gõ cửa rõ ràng liên tục nhiều ngày liền cả hai bà cháu tôi cùng nghe mà người nhà còn không muốn tin huống hồ lần này tôi chứng kiến một mình và ở khoảng cách gần như thế dù đèn phòng vẫn sáng tôi bước một chân khẽ nhìn vào phòng nội chính xác hơn cái bóng biến mất ngay khi lướt vào phòng nội nội tôi nằm quay mặt vào vách thở đều chứng tỏ đang ngủ ngon tôi yên tâm nó không lẻn vào phòng bà là được trở về phòng tôi lướt web mở táp mới một cách không suy nghĩ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim bắt đầu đập nhanh vì đã kịp hiểu cái bóng đó là gì. Ngồi trước cái láp tôi vẫn không yên tâm, liếc nhìn ra phía hành lang, chuẩn bị tâm lý cho việc bất ngờ thấy cái bóng thập thò ngay cửa phòng mình. Nhưng chờ mãi không thấy. Có nên bật đèn ngủ suốt đêm không? Tôi suy nghĩ sau khi gặp cái láp lại vì không thể nào tập trung được nữa. Sau khi tôi tắt điện và để đèn ngủ vẫn trằn trọc không ngủ được. Tôi rất ghét mang tiếng nhát, tiếng hèn. Nếu sáng ra cả nhà biết, tôi đã lớn mà để đèn ngủ cả đêm vì sợ. Mà không biết rõ nguyên nhân thực sự tối qua, thì hẳn là tôi sẽ mắc cỡ lắm. Sau 15 phút suy nghĩ, tôi đứng dậy do dự một lúc rồi tắt điện. Căn phòng tối om, một chút ánh sáng mờ ở phía hành lang ngoài cửa phòng. Tôi bắt đầu ra ít mồ hôi, vẫn nhìn mãi về cánh cửa phòng mình. Nhìn sang bức vách tối đen trước mặt, Nhìn cái giá mắc áo giờ đã là một khối đen đậm trong bóng tối. Cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phần 9, tập 3. Chuyện khó tin nhưng có thật. Đây có lẽ là câu chuyện cuối cùng. Sau chuyện này, tôi sẽ kể tiếp phần phụ nữa, gồm vài chuyện nhỏ khác cũng về chủ đề con ma trong nhà tôi. Sở dĩ tôi phải kể vào phần phụ, vì như đã nói Tôi chỉ kể chuyện thật 100% Và tôi hoàn toàn chắc chắn Những chuyện nhỏ sau này Tôi không dám chắc Nên không dám viết bừa Để lừa gạt các bạn Nhưng thôi Chúng ta quay về câu chuyện chính Câu chuyện tiếp theo đây Thực ra xảy ra Trước khi tôi được giáp mặt Cái bà mặc áo trắng kia Tôi nhớ rõ trình tự như vậy Nhưng tôi sẽ kể sau cùng Vì đây là chuyện cá biệt Hơn hẳn các câu chuyện trước Với mức độ khó tin Cũng như là sự rùng rợn tôi muốn tặng các bạn một câu chuyện cuối cùng ấn tượng nhất và một điều nữa theo kinh nghiệm của cá nhân tôi mỗi khi nghe ai kể lại việc họ gặp ma các bạn không nên tra hỏi thời gian lúc mấy giờ mấy phút mấy giây hay cái câu mày có nhìn rõ nó không thực sự đây là những câu hoàn toàn vô ích và gây ức chế cho người được hỏi thứ nhất con ma không có đúng hẹn như con người nó không có báo trước bất ngờ xuất hiện rồi vội vàng tan biến nó không ngồi đó nhìn bạn mãi, cũng không đứng im cho bạn xem cả giờ đồng hồ. Và thường thì âm thanh có thể nhiều người nghe, nhưng tới hình bóng nó thì chỉ một người duy nhất có thể thấy. Thứ hai, sau khi gặp ma xong, tâm trí con người vô cùng bấn loạn, họ còn chưa kịp hoàn hồn hoặc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Khi mới gặp ma xong, kể cả khi trước mặt họ có cái đồng hồ to đùng, tôi e là khó ai có tâm trạng chú tâm vào đó. Đó cũng là lý do những người thực sự gặp rất khó có thể thuyết phục được người khác. Nhất là khi người nghe cứ mãi tưởng tượng về những con zombie bằng xương bằng thịt trong phim Mỹ hay mấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại cả tiếng như biểu diễn thời trang trong phim Tàu. Nhưng thôi, mỗi người có một quan điểm của mình. Ai không tin thì coi như câu chuyện phiếm giải trí, tôi cũng vui rồi. Có lẽ chỉ những ai gặp ma thực sự trải qua những tình huống oái âm đó thì mới có thể thông cảm cho nhau một cách chân thành. Tôi vẫn nhớ như in các ngày hôm đó, cũng khoảng thời gian cách đây hơn nửa năm, tức là năm 2015 mới đây thôi. Thu thật mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn nổi da gà, thậm chí súng lưng của tôi lạnh như ngâm nước đá. Tôi sợ, thật sự lúc đó tôi rất sợ. Các bạn đã nghe hết những chuyện trước đúng không? Tôi đã từng đuổi theo tiếng bước chân lạ giữa đêm khuya mà không bật đèn, cũng ngóc đầu, cố nhòm rõ cái bóng đen hình người dù toàn thân bị tê cứng căng mắt cố nhìn thật rõ cái bóng đen gần như in hình bên vách mùng hay hơi nổi da gà khi nghe rõ tiếng gõ cửa đòi vào nhà lúc không giờ sáng nhưng chưa chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như lúc đó sợ thật sự dĩ nhiên cũng như những lần trước tôi luôn cố bình tĩnh vẫn niệm câu thần chú thực dụng do tôi nghĩ ra mình là đàn ông mà hay có lúc tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng tôi mong nó đọc được tao là đàn ông tao không sợ mày đâu Tuy nhiên cái lần này, dù vẫn cố bình tĩnh phản kháng, đến giờ tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc dù hơi ngắn ngồi đó. Tay chân tôi thực sự run bần bật, sống lưng lạnh toát và cảm thấy cặp giò của mình lạnh như để chân trần vào mùa đông. Đó là một ngày bình thường, cũng không có gì lạ, dù lúc đó trời hơi âm u hơn mọi hôm. Tôi nhớ lúc đó là gần 19 giờ, hay 19 giờ hơn gì đó. Còn sớm chán đúng không? bầu trời tối sầm không có một ngôi sao nào mây đen vần vũ như sắp có một cơn mưa lớn gió vẫn thổi dù lúc đầu không mạnh lắm tôi ngồi trên nhà khách các bạn vẫn còn nhớ chứ nhà khách ở quê ấy mà tôi ngồi quay mặt ra hướng con đường nhựa trước nhà đèn đường vẫn sáng nhưng bầu không khí thì cô quạnh vì lúc đó không có khách bộ hành nào qua lại những chiếc xe cũng hiếm khi chạy qua hoặc chạy qua khá vội vã để tránh cơn mưa to có thể xảy ra dù hôm đó không có một trận mưa nào tôi ngồi đối diện cửa bộ cửa sắt bốn cánh hầu hết lắp kính trong suốt để nhìn ra ngoài phần dưới cửa là sắt không lắp kính cửa có một nắm đấm cửa và cặp móc để gài ổ khóa vào ngoài ra ngoài máy hiền có treo một cái chuông gió tôi đã gài chốt chắc chắn gắn hờ cái ổ khóa và cặp móc tôi lại yên tâm dù mưa to gió lớn cơn nào cũng không sợ điều thú vị là Tôi nhớ rất rõ lúc tôi đang online bằng cái playbook Cũng lướt về các bạn ạ Tôi ngồi trên cái ghế xoay Hướng ra phía cửa chính Sau lưng tôi là đủ bộ Một cái trang thầy thờ rất nhiều thần thánh Một bàn thờ ông địa thần tài Một bàn thờ chủ thất tổ và ông nội Nhìn chung Đó có thể là chỗ dựa tinh thần cho bất kỳ ai Yên tâm trước vấn đề ma quỷ Tôi thì hơi nghi ngờ sau vụ bước chân ngày xưa Cũng đầy đủ bàn thờ như thế này quan trọng hơn đèn đuốc còn sáng trưng các căn nhà được thắp sáng đầy đủ bằng đèn huỳnh quang 1 m 2 chưa kể bên ngoài có cả ánh đèn đường vàng vọt như dầu dĩ đó là lý do khi lúc đó tôi yên tâm đọc truyện ma vâng có lẽ các bạn rất ngạc nhiên vì trùng hợp hôm đó tôi đang đọc series truyện thầy phù thủy quê tôi của vlz đang đọc đến đoạn rùng rợn đoạn thi luyện hồn gì đó dù biết chắc hư cấu nhưng tôi cũng hơi sợ một chút Chỉ một chút thôi Mà lúc đó tôi đâu ngờ một chuyện còn rùng rợn hơn Và hoàn toàn có thể xảy ra với chính tôi Đúng hơn vào lúc tôi đang mất can đảm nhất Vì mải tập trung đọc chuyện Cạch 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 Có tiếng bộ cửa sắt khẽ rung nhẹ Lúc đó tôi ngồi giữa nhà Đối diện bộ cửa sắt và quay mặt ra đường nhựa Tôi cách cửa chính chỉ ba bốn bước chân tức là gần như ngay trước mặt tôi, nếu không muốn nó là sát mặt. Tôi không ngóc đầu lên, đinh ninh rằng chắc gió thổi nhẹ vào, dù sau đó cũng kịp phân tích ngay ra. Thực sự rất khó có trận gió nào đủ sức khiến bộ cửa sắt bốn cánh nặng nề rung rinh, trừ khi hôm đó mưa cực lớn. Nhưng nếu vậy, tôi phải nghe tiếng vù vù của cơn gió dữ mới đúng. Đằng này hoàn toàn không nghe tiếng gió. Tôi ngóc đầu dậy nhìn quanh. Đúng là hoàn toàn không có mưa, cả gió cũng không. Cái chuông gió trong ngoài hiền vẫn im lìm. Không quan tâm nữa, tôi lại quỳ xuống cái playbook đang đọc đến đoạn rùng rợn trong chuyện. Lúc này, tôi cũng hơi sợ một chút do bị ảnh hưởng của chuyện ma đang đọc. Đúng lúc đó thì... Cạch, 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 cạch. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phần vì đọc chuyện ma thấy cũng sợ nên đang muốn tự bình làm bình phân tâm lý. Do ngốc đầu lên rất nhanh, tôi kịp nhìn thấy bộ cửa bốn cánh rung rinh rung rinh rất nhẹ rất khẽ cái kiểu rung rinh như thế này chắc không phải là do gió thổi lớn tới lúc này còn bình tĩnh lắm dù trước mặt tôi cái chuông gió trong ngoài hiên hoàn toàn im lìm tôi quên hẳn câu chuyện trong playbook vì mải theo đuổi một thắc mắc các bạn biết là gì không tôi bắt đầu hình dung ra cái tiếng lạch cạch rất khẽ cái kiểu rung rinh rất khẽ làm tôi liên tưởng đến một người đang cố cạnh cửa họ áp tay vào cửa, để nhẹ nên bộ cửa bốn cánh nặng nề mới có thể khẽ rung rinh mà không có tiếng động lớn như thế. Và đáng lo hơn, tôi lúc đó đang nhìn chăm chăm vào bộ cửa bốn cánh qua lớp kính trong suốt. Tôi hoàn toàn không thấy ai cả. Tôi, ngoài việc bị câu chuyện ma trong playbook làm tôi hơi sợ ra. Thú thật lúc này, tôi không kịp hoàn hồn đã bị một nỗi sợ mới, gây gớm hơn gấp trăm và hoàn toàn có thật. Trước mắt tôi, nhìn qua lớp kính trong suốt, hoàn toàn không có ai. Cái chuông gió ngoài hiên nằm im lặng, không động đậy dù chỉ một chút. Nhưng bộ cửa chính bốn cánh đang kêu lên cạch cạch khá nhỏ một lần nữa. Kèm theo đó, bộ cửa nặng nề khẽ rung rinh nhẹ vài cái, y như có người đang áp tay vào, cố đẩy nó mở tung ra vậy. Ngoài con lộ, ánh đèn đường vàng vọt vẫn sáng trưng. Bầu trời chỉ đen tối u ám, và kỳ lạ là không có bất kỳ ai hay một chiếc xe nào chạy qua vào lúc đó. Dưới lúc đó, chỉ khoảng 19 giờ. Tôi đứng chết chân, không tin vào mắt mình nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ táo tợn như lúc này. Còn nhớ vụ đập cửa phụ sau nhà. Lần táo gan nhất của nó làm tôi giật mình là hơn 20 giờ. Có nhẹ ba tiếng vào cái cửa phụ hoàn toàn bằng sắt. Bên ngoài là khoảng sân đen tối. Còn giờ đây, ngay trước mặt tôi, đèn đường còn sáng, cửa kính trong suốt dù khung cảnh không hiểu sao hoang vắng một cách kỳ dị. Đó là lần duy nhất trong tất cả các câu chuyện trước đây tôi kể. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Nghĩa là sợ đến mức không thể kiềm chế nổi nỗi sợ của mình được nữa. Tôi cảm thấy lưng tôi bắt đầu nổi da gà. Tay chân giống như tạm thời mất lực và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trời ơi! Không thể nào! Không lẽ... Nghĩ đến đó, tay chân tôi da gà ra ốc nổi lên từng cục. Chưa kịp hoàn hồn, gần như ngay lập tức những tiếng lạch cạch, lạch cạch lại phát ra một lần nữa. Lần này, tôi kịp chứng kiến ngay từ đầu. Tiếng cạch cạch rồi lạch cạch, lạch cạch phát ra khá nhỏ. Nhưng tôi nghe rõ mồn một, một do ở khoảng cách gần, sát bên tôi. Bộ cửa cách tôi chỉ ba bước chân. Và tôi hoang mang tới tột độ. Tôi sợ, thật sự sợ hãi. Bộ cửa bốn cánh nặng nề ngay trước mắt tôi bỗng nhiên rung rinh nhẹ. Cả bốn cánh cửa đều đồng loạt rung rinh nhẹ kèm theo tiếng lạch cạch ngay lúc đó. Trong khi đó, tôi vẫn nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy cái chuông gió hoàn toàn nằm im, chứng tỏ không phải do gió, gió. Trời ơi, chết rồi, nó sâu cửa đòi vào nhà. Tôi nghĩ thầm trong đầu, lúc đó sợ quá, tôi không nói được tiếng nào nữa. Thực sự lúc đó, chính tôi cũng không tin. Dù đã suy nghĩ đến lý do cánh cửa rung kiểu này, cả người tôi cứng đơ, mắt mờ tròn, miệng mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên trước cảnh tượng gây rợn không giải thích nổi dù đèn đang sáng trưng và đây là cửa trong suốt hướng ra con lộ nhựa phía trước nhưng cơn ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu gần như ngay lập tức trong lúc tôi đứng chết chân hoàn toàn vì hồn vía lên mây cả bộ cửa rung rình dữ dội ầm ầm tiếng động không rõ phát ra từ bộ phận nào trên cánh cửa nghe y chang tiếng đập cửa mà dạo trước tôi nghe ở nhà sau tiếng động nghe không lớn và trong như tiếng đập cửa lúc không giờ khuya nhưng từng tiếng ầm ầm vẫn khá to cả bốn cánh cửa đã đóng đang rung rinh khá mạnh điều đáng sợ là nó rung rinh ầm ầm như có người nóng lòng dùng sức cố phá cửa xông vào dù tôi thề với các bạn qua lớp kính trong suốt tôi hoàn toàn không thấy ai cả từ sống lưng lên đến tận sau ót một hơi lạnh chạy dài dọc sau lưng tôi tay chân tôi thấy cứng mắt nhìn chân chân Mồm há hốc và toàn thân tôi lần đầu tiên bắt đầu run lên từng đợt. Ầm ầm, lách cách, cạch, cạch. Trời ơi, sao, sao? Tôi gần như đứng tim. Trước mắt tôi, rõ ràng không nhầm đi đâu được, cái nắm đấm cửa đang tự động xoay. Sao lại thế này? Sao lại? Tôi hoảng hốt, tôi nhìn chân chân. Cái nắm đấm cửa vừa tự xoay nhẹ gần như được một vòng, giống như có người xoay nhẹ nhưng không được. Trong lúc nó xoay, cánh cửa vẫn thầm rung rinh. Các bạn cứ hình dung, một người vừa đập, đẩy cửa không xong. Ngay lập tức, người ấy liền thử xoay, nắm đấm cửa một cái. Chính xác diễn biến là như vậy. Tôi vẫn nhìn chăm chăm, cái nắm đấm cửa tự xoay nhẹ. Tôi thấy rất rõ, phần nắm đấm nằm trong nhà. Tay nắm có dạng tròn, vừa khẽ xoay một cái, da gà da ốc nổi đầy mình toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lúc đầu là một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận ót sau thì tôi cảm giác thân nhiệt cả cơ thể bắt đầu hạ tim đập loạn xạ tay chân buồn rùn như không còn chút sức lực nào tôi sợ lần đầu tiên tôi thật sự sợ nghĩa là sợ đến mức không thể kiềm chế nổi và cũng là lần đầu tiên tay chân tôi bắt đầu run run bần bật tôi ngã ngồi xuống ghế mắt vẫn không rời khỏi bộ cửa, toàn thân run lẩy bẩy, tim đập loạn nhịp và có ai có cảm giác này chưa? Tôi sợ đến mức cảm thấy mặt mình giống như tuột máu, một cái gì đó rút vào trong, hay mạch máu trên mặt tôi đang co lại. Có lẽ lúc đó tôi sợ đến mức mặt tôi trắng bệch ra cũng không nên. Tôi bắt đầu ra mồ hôi, dù toàn thân lạnh toát, đặc biệt là phần sống lưng và cặp giò vẫn chưa kịp bình tĩnh thì cạch cạch Ôi cha mẹ ơi, chết tôi rồi. Ngay dưới nắm đấm cửa là hạt cái móc dùng để trao ổ khóa. Lúc chiều đóng cửa, tôi trao một ổ khóa nhưng không bóp lại. Ngay chính mắt tôi, lúc đó dùng đến mức gần như hồn vía lên mây. Lại thêm một cảnh tượng nổi ra gà nữa, cùng với tiếng ầm ầm lại tiếp tục nổi lên. Bộ cửa nặng nề lại kẽ rung rinh. Lúc này tôi thấy chính xác nó rung rinh theo hướng từ ngoài ép vào trong, giống như có người từ ngoài đẩy vào vậy kèm theo đó cái ổ khóa vừa khẽ nhích lên một chút rồi trở về vị trí cũ tức là bộ cửa bị cái gì đó từ bên ngoài cố đẩy vào mạnh đến mức gần như sắp bung ra nên cái ổ khóa trên vào giữa bị nảy nhẹ lên một cái dĩ nhiên ngay lúc bộ cửa khép bị ép vào ổ khóa khẽ nảy lên qua lớp kính trong suốt bên ngoài cửa hoàn toàn không có ai trời ơi nó vào đến nơi rồi tôi nghĩ thế trong đầu thực sự rất muốn hét nhưng lúc này tôi như bị cứng họng miệng mở to hết cỡ hình chữ o nhưng không cực cựa nổi cả thân mình của tôi cũng không nhúc nhức nổi ngoài việc đang run lên bần bật tôi cảm thấy mồ hôi đã ra ướt cả phần lương áo nhưng cả người tôi có cảm giác hơi co rút quýu lại hết sức lực chữ chạy lướt nhanh qua đầu nhưng quả thực tôi không thể nhức nổi cơ thể lên nữa cơ thể tôi đang run lên từng hồi da gà nổi lên không thiếu một chỗ nào miệng vẫn há rộng và mắt vẫn nhìn chăm chú vào bốn cánh cửa ngay sát mặt không phải kiểu bị thôi miên mà là cái kiểu của một người đã thấy đã tin nhưng vẫn không hiểu nổi tôi ngồi trên ghế một cách bất lực vừa định nhón chân lên chạy ra sau nhà thì bỗng đầu một luồng gió lạnh và cũng khá mạnh thổi ào ào dưới khe cửa khoảng cách giữa cửa và nền gạch cần gió lạ lắm tôi không biết diễn tả sao giống như gió thường thổi vào cả cánh cửa, chỉ một phần luồng xuống khe cửa. Còn cơn gió này, tôi cảm thấy nó thổi ao ao, chính xác theo đúng một hướng, là dưới khe cửa. Còn những khe hở dọc theo chiều dài cửa, tuyệt đối không có tí gió nào. Tôi hoảng hồn, và chỉ trong tích tắc, cơn gió thổi ào vào đôi chân tôi. Cơn gió này rất lạ, nó mạnh nhưng không thổi phân tán. Nó giống như một luồng khí thổi một cách chính xác vào nơi tôi đang ngồi nhưng do chui xuống khe cửa để vào nên chỉ thổi vào cặp chân tôi. Và một điều đặc biệt mà tôi không bao giờ quên được. Nó rất lạnh, lạnh vô cùng. Cái lạnh lẽo này không giống gió rét mùa đông. Nó thổi vào chân tôi một cái là ngay lập tức tôi cảm giác chân mình vừa bị ngâm nước đá xong vậy. Chính vì vậy, với một tấm thần đang bất lực, khẽ run bần bật từng hồi, đôi chân bỗng nhiên lạnh teo mà tôi chưa từng bị từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác gần như đầu hàng vâng tôi định đầu hàng thật sự chưa bao giờ rõ như lần này chưa bao giờ tôi nghĩ nhanh trong đầu làm sao bây giờ nhà lúc này chỉ có mình mình ẩm ẩm tiếng khẽ đập cửa lại vang lên bốn cánh cửa lại khẽ rung nhẹ không mình chưa từng thua mình chưa thua lần nào tôi quả quyết trong đầu mình sẽ áp dụng cách cũ lần này cũng là gõ cửa thôi mà tao không thua mày đâu tôi nghĩ nhanh cùng lúc đó vét hết sức lực tôi giơ cánh tay phải nổi đầy da gà cố nhức thân mình đang run nhẹ từng hồi và cặp giò đang lạnh như đóng băng cũng cố nhón lên một tí tôi cố vươn người sang phải một chút để đập tay lên cái bàn gần đó bộp một tiếng bộp yếu ớt vang lên tương ứng với số sức lực còn lại của tôi tôi nghĩ rằng lấy hết ý chí nghị lực hay bất kỳ cái gì có thể giúp tôi cố thêm một lần nữa ra trong khi cặp giò đang run rẩy thân thì đầy da trâu da gà tôi cố nện liên tục xuống bàn bốp 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 ngay sau đó tôi nện ba phát liên tục nhưng có vẻ nó không hề sợ tôi trong lúc tôi đang nện cùng lúc đó tiếng nện vào cửa ầm ầm cũng vẫn vang lên đều không hề dừng lại tôi đã lấy lại chút bình tĩnh sau khi đập tay vào bàn có vẻ chút căn thảm cũng đang quay trở lại dù da gà vẫn nổi cộm, chân còn lạnh cóng và hơi run, nhưng mặt tôi bắt đầu nóng gian. Tiếng gõ cửa đã ngưng, cửa cũng không rung nữa. Cái nắm đấm và ổ khóa giờ đây đã hoàn toàn bình thường. Tôi nhìn chăm chú vài giây, hoàn toàn im lặng, cố hít một hơi thật sâu. Tôi cố hết sức đè nén nỗi sợ hãi lại, bước nhanh về phía cửa, lấy ổ khóa ra, quăng luôn qua một bên, vặn nắm đấm cửa mở rộng. Hoàn toàn bình thường, đèn đường vẫn sáng, đèn trong nhà vẫn còn trời không có mưa và không hề có gió lớn nhưng gần như ngay lập tức bụng đầu một luồng gió không lớn nhưng khá mạnh thổi quét vào tôi và kỳ lạ lần này nó cũng thổi tập trung vào chân tôi chính xác hơn là từ thắt lưng trở xuống không lạnh lẽo như lần trước luôn dưới khe cửa nhưng cũng lạnh hơn một cơn gió bình thường tôi khẳng định thế nhìn lên cái chuông gió nó vẫn đong đưa nhẹ rất nhẹ như vừa bị một cơn gió thoảng qua trong khi dưới chân tôi lúc này đang lạnh đến mức khẽ dùng một cái và phần da gà nổi rõ hơn bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể. Lần này, một nghìn phần trăm tôi hoàn toàn tin nó thật sự tồn tại. Trước mắt tôi cũng hơi lạ, con đường khá vắng vẻ vừa như không có ai qua lại, kể cả một chiếc xe. Lúc này hơn 19 giờ, còn quá sớm dù ở quê. Và lại, tôi đang đứng ngay mặt tiền nhà mình, Trước mặt là con đường nhựa, đèn đường sáng trưng. Bỗng đầu một chiếc xe máy chạy vút qua dân hành Tôi thở phào vì được an ủi phần nào, vì đã được hưởng một tí hơi người sau một cơn vật lộn tưởng sắp xỉu. Tôi quay vào trong, chân vẫn còn hơi lạnh. Da gà đã lặn bớt, nhưng chắc cũng không khác ra một con gà mới bị nhổ lông là mấy. Vẫn nổi cụm cụm lên từng cục, từng cục. Cơ thể thì đầy mồ hôi, vẫn còn hơi rung vì rất nhẹ. Tôi quay vào nhà, Ngồi lại trên ghế, cầm lê búc lên và tắt Vì chả còn tâm trí nào Mà thật ra chả còn chút gan dạ nào mà đọc tiếp Toàn bộ sự dũng cảm của tôi Đã được xài sạch Sau cú nện xuống bàn Và giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức Vẫn thở gấp Tim còn đập tưng tưng trong lồng ngực Tôi ngồi quay ra cửa Cần đứng vị trí ngồi lúc nãy Nhưng không dám khép cửa lại Tôi cố sâu chuỗi toàn bộ các diễn biến vừa qua Và đi đến kết luận Có thật trăm ngồi thử ra gần 5 phút, cuối cùng vẫn tặc lưỡi khép cửa lại, vẫn tra ổ nhưng không khóa như cũ. Tôi quay sang sau lưng, bàn thờ còn đầy đủ, nhang đốt lúc 18 giờ đã tàn, nhưng không thể, dù có thật. Lúc này, sau lưng tôi là cả một lực lượng hùng hậu các bàn thờ, khói nhang cũng đầy đủ không bỏ sót dịp nào. Ấy vậy mà, nó cả gan tác quái tác quái ngay trước mặt thần thánh, nó rốt cuộc thuộc cái giống gì? Hay Thôi, nói ra phải tội. Tôi cầm playbook lên, quay về phòng mình. Điều cần làm lúc này là phải về phòng, cố quên hoặc tạm quên hết cho bất sợ. Cho cơ thể trở lại bình thường như cũ đã. Cũng phải thay ngày cái áo ướt đẫm mồ hôi. Không lát người nhà về, lại phải giải thích lôi thôi. Thu thật lúc đầu tôi rất nóng lòng để kể hết cho mọi người nghe. Nhưng tôi biết rất khó thuyết phục họ người duy nhất tôi chắc là sẽ tin là bà nội bà đã cùng tôi trải qua khá nhiều chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà này nhưng bà sẽ rất sợ tôi thương bà lắm và tôi không muốn bà lo sợ đến mất ngủ mỗi đêm vì vậy tôi quyết định im lặng đêm đó cảm giác bất an và khó ngủ vô cùng tôi nửa muốn quên nửa muốn nhớ kỹ từng chi tiết từ cái tiếng ầm ầm dẫn rõ bốn cánh cửa khẽ rung rinh cái nắm nấm cửa xoay nhẹ xích được một vòng và cái ổ khóa nảy nhẹ lên trên ngay trước mắt. Chưa kể cơn gió lạ, lạnh thấu xương, luồn xuống khe cửa, nhắm ngay chân tôi. Chắc chắn là thật 100%, không phải là ảo giác. Vì đến lúc gia đình tôi về nhà, và đến lúc ngủ, tôi đã kéo mền đắp kỹ toàn thân. Nhưng đến từ lúc đó, chân của tôi vẫn còn lạnh, dù cơ thể đã trở lại gần như bình thường. Chỉ đến khi sáng hôm sau, khi được phơi mình dưới ánh nắng ban ngày, Đôi chân của tôi mới hoàn toàn trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra. Mình là đàn ông, mình phải cố gắng can đảm, dù có đối mặt với bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Giả sử sau này đến lượt vợ con mình gặp chuyện gì, mình phải quyết làm chỗ dựa cho họ. Tôi tự nhủ như thế đến tận bây giờ. 1 giờ 44 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016. Trong suốt khoảng thời gian sau khi nội mất, tôi vẫn ngủ một mình trong căn nhà này tắt hết toàn bộ đèn và thỉnh thoảng nửa đêm mò mẫm trong bóng tối ra nhà trên thắp cho bà một nén nhang vài chuyện linh tinh khác chuyện thứ nhất câu chuyện cuối cùng tôi kể xảy ra trước khi tôi gặp cái bóng trắng lướt về phía mình sau này từ sâu chuỗi các sự kiện lại tôi vội nghĩ có khi nào ngày xưa nó bị chó đuổi đi sau một thời gian lang thang lại quay về từ đoàn có lẽ nó thù tôi ghê lắm vì tôi đã đeo theo nó làm phiền nó lúc nó đang đi loẹt xoẹt trong nhà dạo trước cả gan dám bật dậy chứ không cho nó đè lúc tôi học trung học phổ thông thực ra lúc đối mặt qua cái mùng mỏng tôi cũng nghĩ có thể mấy hôm trước nó đè mà tôi không chịu thua nên hôm đó nó áp mặt sát mùng tôi gần như áp vào mặt tôi như cái kiểu một người giận dữ cố sừng sộ cũng từ sau sau cái lần táo gan ở chuyện cuối cùng mà kết quả là tôi vẫn chống cự. Có lẽ nào chính vì vậy mà ở phần 9 tập 2, nó quyết định hiện hình gần như rõ ràng để cố làm tôi sợ mà bỏ đi. Nhưng nếu nó nghĩ như thế thì nó lầm to. Tôi sẽ tiếp tục chống cự và chống cự cho đến cùng. Tôi quyết không đầu hàng nó, dù nó sau này có giờ trò gì đi chăng nữa. Ngoài ra, còn có một số chuyện linh tinh khác mà tôi e là có liên quan đến nó các bạn nghe những gì tôi kể rồi thử cho tôi ý kiến xem sao hàng rào bên hông nhà tôi tức phía cửa phụ nhìn ra thì thật ra vẫn còn có nhiều cây cối tương đối um tùm cụ thể là hai bên cái cổng rào nhỏ trồng dọc theo hàng rào vẫn còn một cây mít một bụi trúc và một bụi chuối trồng dài rác những cây to cây bụi này làm ban đêm phía ngoài hành lang rào rất tối và hơi lạnh đúng cái tiêu chuẩn trú ngụ cho ma quỷ theo các chuyện ma Lúc trước nhà có hai cây mít Một cây bị xét đánh chết trong câu chuyện hồi trung học phổ thông Và một cây thì nhỏ hơn một chút Nhưng khá gầy gò À, sẵn nhắc lại một chút Đúng là thời gian con quỷ ngồi trên cây mít Chưa bị xét đánh Cây mít đó rất ít trái Mà trái nào trời ấy đều bị hạo uột Teo tóp, còn không thì cũng hư sạch không ăn được Sau cái lần nhìn thấy bóng trắng lướt trong nhà Tôi bắt đầu giả thuyết Có lẽ nó đã trở lại Và biết đâu nó đang chọn cây mít ngoài kia làm ổ như lúc xưa thì sao chính vì vậy thỉnh thoảng tôi hay mua vài bịch bánh tây nhỏ loại để cũng rằm canh lúc đêm hôm cả nhà đã ngủ say lén vứt vào gốc cây mít cho mày này tao không xếp bánh ra đĩa đàng hoàng được vì gia đình tao không cho tôi khấn thầm trong đầu không phải vì tôi sợ hãi hay cầu hòa mà thực sự sau nhiều đêm suy nghĩ tôi thấy tội cho nó các bạn ạ nghe nói những yêu ma quấy phá có khi vì lý do nào đó mà chết trôi nổi không ai cung kiếng hay dòng ngó có lẽ vì thế nên chúng hận và quậy phá trăng nó từng gây nhiều tai nạn trên người nhưng thôi đó đã là chuyện cũ tôi nghĩ thế nên thỉnh thoảng hay mua vài bịch bánh tây ném vào đó nghe đồn ma thành tinh hoặc quậy phá thường rất linh một hôm nọ tôi quyết định thử xem có phải không các bạn biết tôi thử như thế nào không tôi nhờ vả nó làm vài chuyện giúp tôi thử mỗi lần như thế Tôi thường ra sân lúc tắt hết đèn Nhìn lên cây mít Không dám nói ra Nhưng trong đầu cố suy nghĩ thật mạch lạc Hy vọng nó nghe thấy Thử cho tao lượm được tiền xem sao Nếu làm được Tao cũng cho mày vài bịch bánh Giúp tao có một triệu nhá Xem có không nào Sau đó tôi chờ Cũng không hy vọng lắm Tôi coi như là một trò đùa chơi Chắc không có đâu Một tuần Hai tuần trôi qua Tôi chẳng lụm được gì Ngoài hai nghìn đồng lẻ trong nhà dù vậy do quá tin nó là có thật sau những gì tôi chứng kiến tôi lại ra gốc mít thầm khấn trong đầu như lần trước rồi bỗng một hôm qua quán nước trước công ty vừa chuẩn bị quay vào sau giờ nghỉ tôi chợt thấy một cái điện thoại avio của ai đó rơi gần võng cái điện thoại màu trắng nhìn cũng ngon tôi đoán giá của nó tầm 2 đến ba triệu sau thì check ở trên mạng đúng là điện thoại mới giá có hơn 2 triệu sau khi biết chắc không phải của chủ quán và không biết chủ là ai. Lúc đó gần 18 giờ nên quán vắng khách. Tôi đành tặc lưỡi đem về, bán lại cho người nhà cái điện thoại mới tinh giá đúng 1 triệu. Sao mà giống số tiền tôi khấn nó thế? Có điều lúc khấn nó, tôi nghĩ là tiền mặt, không biết phải trùng hợp hay do tôi suy nghĩ linh tinh, nhưng tôi vẫn mua bánh tây, vứt ra gốc cây mít như đã hứa. Lần tôi lụm được cái điện thoại Tính ra gần đúng một tháng kể từ lần tôi cần nó giúp tôi có tiền. Câu chuyện thứ hai, TV tự bật. Chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, có điều hơi kỳ lạ thôi. Chuyện là như vậy, trong phòng bà nội của em có một cái TV, một cái quạt loại treo tường. Lúc này bà nội em vẫn còn. Hôm đó em đang online trong phòng, tầm hơn 18 giờ, tự nhiên nghe phòng bên có tiếng thời sự hay phim gì đó y xèo. Em tưởng bà em vào bật tivi, rồi tự nhiên em sực nhớ ra. Bà em đang ngồi trước nhà, hướng ra con lộ nhựa nói chuyện phiếm với mấy bà cô gái chơi. Em ngồi dậy, bước sang phòng bà, thì đúng là tivi đã được bật, nhưng trong phòng không có ai. Đèn vẫn sáng, bà em đã tắt nó trước khi ra ngoài mà. Em ra ngoài, hỏi bà nội là có phải là bà em vừa vào bật tivi không? Trước mặt đông người, bà em xác nhận là không, và tỏ ra rất ngạc nhiên lúc đó còn hai bà cô của em và một ông dượng nữa bà em và em bỏ vào trong phòng bà xem đúng là tivi vẫn còn đang phát bà em ra hỏi hết mọi người đúng là nãy giờ không có ai vào phòng bà chứ đừng nói là bật tivi nhà em có một đứa cháu gái nhỏ còn cô bảy nhưng nó không biết bật và nãy giờ không hề sang nhà bà em mấy bà cô em vẫn cố không tin còn tìm đủ thứ lý do vớ vẩn hay là con nớ Tên con bé gái con cô bảy Này nó biết bật tivi Nhưng nãy giờ nó có qua đâu Vậy chắc ai bật rồi quên thôi Nhưng sau cùng Bà em nói một câu xanh dờn Thôi kiểu này tao chạy quá Chuyến này tao chạy thật rồi Mới cách đây một tuần thôi Tính từ thời điểm này Khi ông chú từ Sài Gòn Về đưa cựu bà nội em Cô Bảy thông báo một tin xanh dờn Về Mày tin gì không tivi trong phòng má hôm qua tự bật đấy em thỉnh thoảng cũng thấy nó tự bật trong phòng tức là không thể thấy tận mắt nhưng cứ đi ngang là nghe thấy tiếng tivi vào là thấy thường là vào ban đêm mỗi lần như thế em đơn giản là vào phòng tắt tivi rồi đi ra được cái vụ này không thường xuyên lắm dù lần gần nhất là mới cách đây một tuần thôi kỳ cuối giao kèo tội lỗi Tôi đã suy nghĩ kỹ Chắc trong chuyện này không phải do tôi Nên tôi kể lại câu chuyện cuối cùng Cho các bạn nghe luôn Nếu có gì không phải Mong các bạn góp ý Chuyện là năm trước Tôi có làm cho một xí nghiệp tư nhân ở quê Điều kiện làm việc thì bình thường Nhưng chế độ hưởng lương bổng thì rất tệ Và không sòng phẳng Nói chăng ra Gia đình chủ ngoài trả lương quá bèo So với mặt bằng chung ra Còn khá ti tiện trong việc tính thời gian tăng ca Ăn gian giờ làm và phát lương luôn chơi xỏ người lao động vài trăm ngàn. Vâng, nhà giàu mà điếm thế đấy. Ngoài ra, gia đình chủ có một người đàn bà chuyên quản trực tiếp người làm trong công ty. Là bà T. Bà này mặt ác như tê giác, thường hay bắt lỗi lặt vặt và ta hồ mặt sát người làm tùy hứng. Tính tiền thì điếm thúi, như tôi vừa kể. Dù là công nhân, nhưng nhiều lúc bà này coi chúng tôi thua cả ô xin của bà ta và thường hay xúc phạm hầu hết người làm vì những lý do không đáng có, chẳng hề đếm xỉa gì danh dự của người khác. Ngoài ra, còn có một ông nữa, ông M, làm lâu năm nên lên quản lý. Ông này thường thì không đến nỗi, nhưng tính tình phải nói là tôi không thể nể nổi. Chả là ở đây, có cái lệ mà cũ bắt đặt ma mới, tức là người cũ đa số là hàng xóm, sinh sống xung quanh công ty, thường cậy nhau ăn hiếp người mới, trong đó có tôi ông này thì mang tiếng sếp nhưng cư xử thiên vị thiếu chính kiến và không công bằng chỉ vì vài lời nói xấu sau lưng tôi không căn cứ ông ta hùa nhau mười đám ma cũ mà đi tôi rất nặng tức là bắt nạt trực tiếp một đêm nọ khá khuya tôi ra sân nhà sau suy nghĩ về những vụ bực mình trong chỗ làm tự nhiên ngó nghiêng cây mít một hồi rồi sực nhớ đến nó sẵn đang bàn tin ban nghi từ vụ lụm được điện thoại tôi thầm nghĩ trong đầu thèm cho bà tên một trận quá, bọn này ăn ở ác quá, hay xúc phạm người ta, mày cho tên này một bài học, tao cúng cho mày bịch bánh. Mấy ngày sau vẫn không có gì xảy ra, nhưng vào làm ông mờ ngày càng đi tôi quá đáng, đi tôi một cách vô lý thấy rõ. Từ đó tôi lại ra gần gốc cây mít. Mày cho lão mờ gãy một tay được không? Tao hứa cho mày một bịch bánh nhá, cho gãy tay càng tốt. Ngừng ngừng một lúc, tay phải nhá. Khoảng chưa đến một tuần sau ngày đó, tôi không thấy bà Tê xuống sườn như thường lệ. Mãi sau mới nghe mọi người kháo nhau, không rõ bà ăn nở như thế nào, tự nhiên đang leo lầu trong nhà thì té gãy tay. Gãy tay phải bó bột suốt mấy tháng, mà chỉ leo từ tầng trệt lên tầng một thôi. Không hiểu té sao mà gãy tay nặng thế không biết. Liền sau đó vài ngày, đến lượt ông mờ, bình thường uống rượu ít, hôm đó cũng không uống nhiều. Không hiểu sao đang chạy xe tự nhiên tay phát gãy tay luôn cũng là tay phải ông này đến giờ tay có vẻ yếu dù đã bình phục tôi hơi hoảng hôm đó do bực mình mà tính thử chơi chả lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi dù sao hôm đó tôi cũng mua mấy bịch bánh đem ra gốc mít cho nó tôi vẫn nghĩ là trùng hợp thôi hai người này ăn nở cũng ác nhưng dù sao thì thôi coi như lâu lâu cho nó ít bánh để cho nó đỡ buồn tủi vậy có lẽ tôi suy nghĩ linh tinh chăng vì mấy chuyện này ai cũng có thể bị chỉ thời gian là hai người này bị gần nhau quá gần như liên tiếp người này xong đến lượt người kia vậy ý các bạn thế nào liệu có phải là do tôi